Bạn gái tin đồn hối thúc Phùng Ngọc Huy sớm đón bé La Vi sang Mỹ. Cách đây nhiều năm, Phùng Ngọc Huy và cố nghệ sĩ Mai Phương đã từng có một thời gian hẹn hò. Sau đó cả hai đã có bé La Vi. Hiện tại, con gái nam ca sĩ vẫn đang ở Việt Nam với bảo mẫu, còn anh ở Mỹ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền với hy vọng sớm đón con sang cùng được. Mới đây, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy đã gửi những lời chúc sinh nhật tới nam ca sĩ. Đồng thời, cô còn khéo léo nhắc anh nhanh chóng đón bé La Vi sang Mỹ. Cô tâm sự, Happy Birthday Hot Boy Phùng Ngọc Huy, ráng giữ sức khỏe và lo làm ăn kiếm tiền, về rước con bé qua đi, chứ không chúng cứ chửi tôi hoài kìa. Ngoài ra, cô còn đăng tải khoảnh khắc cùng Phùng Ngọc Huy, mừng nam ca sĩ bước sang tuổi mới. Trước đó, Phùng Ngọc Huy từng cho biết vì muốn cho con gái điều kiện sống tốt nhất khi ở Mỹ, nên chưa thể đón bé La Vi. Bé La Vi hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất tốt, em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em vẫn là muốn La Vi ở Mỹ, nên hiện tại em tập trung cho công việc, kiếm tiền hàng ngày để lo cho con. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học. Dù có vất vả, em cũng muốn có được sự vất vả đó.